안녕하세요. 왕, 진짜 어떡하게 한 GM. 짜잔! 왕, 갈증이 되세요, 왕? 왕, 동선이 띵. 아, chúng ta có một số tiền bạc như thế này và chúng ta muốn là chuyển khoản cho một ai đó, đúng không ạ? Ở bên Hà này, chúng ta muốn sử dụng cây ATM. Sử dụng cây ATM như thế nào và chuyển khoản như sao, và chúng ta tiền mặt như này cầm nhiều này nhỡ trời ơi nó rơi mất sao, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta muốn là cho vào sổ ngân hàng, cho vào thẻ của chúng ta, thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì hôm nay Hiền sẽ làm một cái video để hướng dẫn các anh chị em cho tiền vào thẻ. Vâng, cho tiền vào thẻ và chuyển khoản cho người khác bằng cây ATM. Vâng, ở bên Hà này thì có rất chi là nhiều những ngân hàng, ví dụ như là Công Minh Ngân Hàng, Kiều Ngân Hàng, Uri Ngân Hàng, và rất là nhiều. Nhưng hôm nay Huyền sẽ hướng dẫn các anh chị em sử dụng ngân hàng nông học, tức là nó tương tự gần giống như là ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn của chúng ta. Đây là cái sổ ngân hàng nông nghiệp của Huyền và một cái thẻ. Chúng ta sử dụng cây ATM thì chúng ta có thể là thẻ được và cả sổ cũng được. Huyền sẽ hướng dẫn cho cả hai cách luôn nhé. Vậy thì còn chần gì nữa, chúng ta đi thôi, let's go. Đây là khu nhà Huyền. Khu nhà Huyền thì không phải là apartment, không phải là nhà chung cư, mà khu này thì là một khu nhà dãy nhà riêng. Nó bao gồm cả villa và thán độc chung thép. Thán độc chung thép có nghĩa là mình. Một nhà, còn villa thì là có nhiều hộ dân. Để quay ngược lại màn hình cho anh chị em nhìn hơn. Đi từ đây đến chỗ Long Hóp, ngân hàng Long Hóp của Huyền thì cũng rất là gần thôi. Ngân hàng Long Hóp là ngân hàng gần giống như là nông nghiệp và phát triển nông thôn, thì nó cũng rất là thân thiện với người Việt của chúng ta, nên sử dụng cũng rất là nhiều. Hiệu triệu với các anh chị em là bên kia chắc được họ giải tỏa đi nè. Trời ơi, bên kia nó như là nhà ma luôn á. Còn ở đây nè, con tteokbokki này, tteokbokki cũng có, là tteokbokki. Đi rất là gần, hôm nay nắng rất là ấm luôn. Ấm. Bên thích ở khu này thì nó rất là yên tĩnh, nó có đủ hết, bên này thì rất là tiện lợi. Rồi, chúng ta đang đứng ở ngã tư, rồi chúng ta qua đường. Bừa mày quá trời ơi, đèn xanh luôn. Đi bộ. Đó, rất là gần đến nơi rồi. Rất là nhanh. Đấy, chúng ta đi quát rồi cái đường này. Ở bên này thì là có những cái công viên, giữa những cái khu này thì có những công viên nhỏ nhỏ để cho người già tập thể dục. Người già đây, khu tập thể dục luôn này. Thì đi dạo ở đây có một quay tay luôn này. Rồi, anh chị em nhìn thấy xa đằng kia có một xanh là cây đúng không ạ? Đó chính là ngân hàng Long Hóp. Trời ơi, hô to. Ở đây thì các anh chị em là thấy là bên tay của Huyền kia, đó là có một cái ngân hàng rất là nhỏ. Ở đây thì rất là tiện, vì ngay gần là có một ngân hàng, nhưng ngân hàng này thì nó hơi nhỏ một chút. Vậy thì bây giờ cùng Huyền vào đó ha. Đây là một cái cây cây rút tự động. Còn bên trong kia là chúng ta có thể là sử dụng hành chính. Thì hôm nay Huyền sẽ hướng dẫn các anh chị em là sử dụng cái cây ở trong cái cây ATM tự động này. Thì như các anh chị em để ý là ở đây chúng ta có thùng trang là sổ ngân hàng, còn cà từ thì là thẻ, miếng xe so thì là giấy hóa đơn. Vâng, thì Huyền sẽ hướng dẫn cho các anh chị em. Trước tiên là chúng ta sẽ dùng sổ để chúng ta đút tiền vào ô sổ trước nhé.
Vâng, đầu tiên chúng ta sẽ mở sổ ra và chúng ta mở đến cái phần mà tiếp theo của trang. Sau đó thì chúng ta đút vào cái nỗ mà có từ thống trang. Vâng, thì máy nó sẽ tự động hút và nó sẽ đọc nội dung của sổ. Thì nó sẽ hiện lên khoảng một dòng chữ là nó đang đọc nội dung của sổ. Xin đợi một chút thì các anh chị em có thể đợi là trong vòng độ khoảng 2-3 giây. Thì ở đây thì có những cái từ mới mà chúng ta cần phải biết để khi mà chúng ta chuyển khoản hay chúng ta rút tiền. Đó chính là đầu tiên, 예금 인출. 예금 인출 là chúng ta rút tiền ra khỏi sổ hoặc là khỏi thẻ. Tiếp theo ở bên dưới 예금 인출. Ở bên dưới 예금 인출 này 예금 조회. 예금 조회 thì có nghĩa là kiểm tra nội dung rút tiền. Tiếp theo đó là kế choa ý chê. Kế choa ý chê là chúng ta chuyển khoản. Và ịp cưm mù thông trang ịp cưm bên dưới. Vâng, ịp cưm mù thông trang ịp cưm là chúng ta cho tiền vào sổ hoặc thẻ. Tiếp theo truy sô là chúng ta hủy đó ạ. Vâng, bên tiếp theo chúng ta có thống trang chóng đi là chúng ta chóng đi lại cái quyển sổ ngân hàng của chúng ta. Tiếp theo có cúc xê hay là chi băng xê, thá đơn ọp mù, tức là nộp thuế hay là các nghĩa vụ khác. Vâng, hôm nay thì Huyên sẽ hướng dẫn các anh chị em đó là chúng ta cho tiền vào sổ và thẻ, đúng không ạ? Chúng ta ấn vào ịp cưm, bù thông trang ịp cưm thì nó sẽ hiện lên là hân cưm, su phiêu hay là bố hòm, đúng. Thì chúng ta sẽ chọn là hân cưm vì chúng ta là tiền mặt. Hân cưm có nghĩa là tiền mặt. Thì khi mà chúng ta ấn thì máy sẽ bảo là đang chuẩn bị và sẽ đợi. Và các anh chị em nhìn thấy hình vuông đúng không ạ? Chúng ta sẽ khi mở ra chúng ta sẽ cho tiền vào đó. Vâng, và rồi chúng ta ấn hoặc in là sẽ cái ô vuông đó sẽ đóng lại. Và sao máy bắt đầu đếm tiền thì nó sẽ hiện lên dòng chữ là hiện cấm sẽ cô ý xin mì ta chấm xi man kỳ ta đưa chú xịp xíu, tức là đang đọc tiền mặt. Vâng, khi mà các anh chị em sử dụng cây ATM ở bên Hàn Quốc thì nó rất là nhỏ và nó sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta, không sợ bị lộ thông tin đâu ạ. Vâng, không biết là cái máy hôm nay làm sao này, mãi mà chưa được. Ồ, nếu mà ví dụ như anh chị em mà tiền mà bị quăn hay là bị rách là nó sẽ trả lại. Nhưng mà nhìn thấy hôm nay nó đâu có trả lại cho Huyên cái gì đâu nhỉ. Không có tiền mà, máy chắc đang bị lỗi. Vâng, các anh chị em nhìn thấy cái tiền mà đúng 1.650.000 đúng không ạ? Nếu mà đúng chúng ta ấn hoặc in. Vâng, chúng ta là chấp nhận thì nó sẽ đổi ra một cái trang mới. Và khi mà được khi mà máy đã nhận đủ số tiền thì đồng nghĩa với việc là máy sẽ trả lại sổ cho chúng ta. Vâng. Thì sổ của chúng ta sẽ lại được ra khỏi cái màn hình. Vâng, nếu mà nó hỏi là có tiếp tục chuyển nữa không, còn nếu không thì chúng ta ấn vào trúng rô. Vâng, trúng rô là chúng ta sẽ nhận lại. Vâng, sổ tiếp đó. Theo thì Huyên sẽ hướng dẫn các anh chị em là dùng thẻ, chúng ta cho tiền vào trong thẻ vì bên Hàn này rất ít khi là dùng tiền mặt, mọi thứ đều dùng thẻ đúng không ạ? Vâng, thì cái thẻ của chúng ta sẽ cho cái đầu mà có cái con chip màu vàng vàng này các anh chị em, thì chúng ta cho vào thì máy nó cũng lại sẽ tự động đọc thôi ạ. Và các nội dung thì nó cũng giống y hệt như là về phần của sổ ngân hàng thôi ạ, nó hiện lên. Và hôm nay chúng ta là sao cho tiền vào đúng không ạ? Chúng ta nạp tiền vào thẻ thì chúng ta chọn là ịp cưm, mù thông trang ịp cưm. Sau đó chúng ta vẫn lại chọn là hoặc in. Vâng, hoặc in. Rồi chúng ta chọn là sao tiền mặt, tiền mặt là hiên cưm đúng không ạ? Máy sẽ đọc vào cái hình vuông lại được mở ra. Sau đó chúng ta lại cho tiền vào bên trong cái hình vuông đó là ok nha các anh chị em. Đó, chúng ta cho vào. Rồi, sau khi mà cho vào rồi thì chúng ta lại ấn hoặc in tiếp nhá. Xác nhận, ấn xác nhận thì máy nó sẽ lại bắt đầu hưng cơm ơn xe cổ xùm nì tà chấm xì man kì ta đưa chú xịp xìu, tức là máy đừng bảo là đang đọc thì xin đợi một chút. Vâng, đang kiểm tra, đang đếm cái số tiền của chúng ta cho vào bao nhiêu. Và nó sẽ, sau đó thì nó sẽ hiện lên cái số tiền. Vâng, và máy sẽ yêu cầu chúng ta là xác minh số tiền, nếu đúng thì chúng ta ấn hoặc in. Vâng, sau đó thì máy sẽ hiện lên một dòng chữ là hỏi xem là chúng ta có muốn nhận hóa đơn không. Vâng, miếng xe sò. Nếu mà chúng ta có thì chúng ta ấn yeah, còn nếu không thì chúng ta ấn anio.
Còn nếu không ấn gì thì nó cũng tự động nó sẽ chuyển ra một cái trang tiếp là để chúng ta log in. Vâng, nếu mà chúng ta cảm thấy là còn muốn chuyển tiền thì chúng ta ấn tiếp, còn nếu không chúng ta ấn trung điêu. Và vậy là máy sẽ lại trả thẻ cho chúng ta. Vậy là xong rồi đấy ạ. Vâng, vừa rồi là các anh chị em đã cùng Huyên là học cách để chúng ta cho tiền vào trong thẻ. Thì Huyên thấy rằng là khi mà chúng ta so với dùng tiền mặt thì chúng ta cho vào thẻ ở bên Hàn Quốc này rất rất chi là tiện các anh chị em ạ. Ở bên Hàn này ít khi dùng tiền mặt lắm, dù chỉ rằng là có Obek won, vâng, 500 won thôi, cũng chúng ta cũng có thể là dùng thẻ được, đi đâu là chúng ta cũng dùng thẻ được. Mà khi làm khi chúng ta cầm nhiều tiền để trong túi thì nó rất là cồng kềnh đúng không ạ? Vâng, và Huyên nhận thấy rằng là khi mà chúng ta cho tiền vào trong thẻ này thì nó rất là an toàn và cũng rất là dễ đúng không ạ? Chúng ta sử dụng, các anh chị em chỉ cần học mấy cái từ rất là đơn giản. Cái phần nào là phần rút tiền, phần nào là chuyển khoản và phần nào là cho tiền vào thẻ thôi là chúng ta cũng có thể sử dụng được cây ATM ở bên này rồi đúng không ạ? Vâng, vậy thì khi mà chúng ta dùng cây ATM để chúng ta chuyển khoản cho một ai đó thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì Huyên sẽ xin hẹn các anh chị em ở video lần sau. Video lần sau thì Huyên sẽ chia sẻ cách để chúng ta chuyển khoản qua cây ATM nhé. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị em ở video lần sau. Và nhớ là ấn nút chuông theo dõi để có thể theo dõi những video mới nhất của Huyên. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em. Bye bye. 안녕히 계세요. 또 만나요.